Mừng Happy Life 5 năm chiến mình, chọn sách hay, quà liền tay, duy nhất 12 tháng 9 đến 25 tháng 9, áp dụng tại Tiki, Shopee, Lazada. Happy Life xin chào các bạn. Bắt trend hay theo trend là từ khóa mà bạn trẻ vẫn hay nghe trong thời gian gần đây. Vậy thì từ trend này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán? Có phải đầu tư theo trend là đầu tư theo mã hot đang được dân tình bàn tán xôn xao trên thị trường? Thực chất, đầu tư theo trend hay đầu tư theo xu hướng đã tồn tại từ rất lâu và là bí quyết thành công của rất nhiều huyền thoại đầu tư trên thế giới. Nếu bạn đã từng nghe qua những cái tên như Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Arthur Curtin, Jack Dow, Henry Clew, Nicholas Davat, Mark Minamini, Gil Marales, Chris Kager. Vâng, đó chính là những nhà đầu tư đã kiếm bộn tiền từ chứng khoán nhờ nắm bắt phương pháp giao dịch theo xu hướng. Trong cuốn sách Phù thủy sàn chứng khoán, Jack Squatter đã hỏi Edward Thorp, giáo sư toán học người Mỹ, tác giả của quyển sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường và là người bạn chơi bài bridge thân thiết của Warren Buffett, liệu ông có tin vào thị trường vốn có xu hướng hay không? Ed Thorp đã trả lời, có, 10 năm trước tôi không tin điều đó, nhưng cách đây vài năm tôi đã dành kha khá thời gian để nghiên cứu chiến lược. Kết luận của tôi là nó có hiệu quả, song nó cũng rất rủi ro, nên khó lòng kiên định hành động theo. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy lợi nhuận bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản xuống, một xu hướng được hình thành. Vì vậy, khi một thị trường đang có xu hướng đi lên, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ có thể thực hiện một vị thế mua và đạt được lợi thế lớn từ một tài sản. Giao dịch theo xu hướng chỉ đơn giản là một cách tiếp cận, trong đó bạn xác định rằng xu hướng đang diễn ra. Tham gia thị trường theo hướng của xu hướng và giữ vị trí cho đến khi xu hướng đảo ngược. Bước đầu tiên để hiểu về phương pháp này chính là học cách chấp nhận rằng thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Một nhà giao dịch theo xu hướng từng phát biểu, có thứ gì đó muôn đời tồn tại, chính là sự thay đổi. Trong giai đoạn hiệu suất đầu tư gặp khó khăn, đa phần các nhà đầu tư đi đến kết luận là phải làm gì đó để khắc phục vấn đề. Đã từng trải qua nhiều lần sụt giảm tài khoản nên tôi hiểu chúng rất khó chịu, nhưng chúng không phải là tín hiệu cho thấy tương lai không ổn định. Vào những giai đoạn khó, hầu hết mọi người đều hỏi cùng một câu hỏi, hay thị trường đã thay đổi? Phải, thị trường không chỉ thay đổi mà sẽ còn tiếp tục thay đổi như bao lâu nay vẫn thế. Giao dịch theo xu hướng bao hàm thay đổi, nó dựa trên sự thay đổi. Xu hướng là sự chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian. Thị trường có 3 xu hướng chính. Xu hướng tăng, uptrend, là giai đoạn thị trường chuyển động tăng giá, được biểu thị bởi một loạt các đỉnh và các đáy cao hơn theo thời gian. Xu hướng giảm, downtrend, là giai đoạn thị trường chuyển động giảm giá, được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn theo thời gian. Xu hướng đi ngang, sideways, là giai đoạn thị trường chuyển động trong một vùng giá nhất định, đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước. Các chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định xu hướng thị trường. 1. Hỗ trợ và kháng cự. 2. Đường xu hướng, trend line. 3. Kênh xu hướng, fried channel. Ngoài chỉ báo trung bình động, đường xu hướng, các trader có thể sử dụng MACD, RSI hoặc các mô hình giá quan trọng để xác định xu hướng thị trường và tìm điểm vào lệnh thích hợp. Nhiều trader chuyên nghiệp còn kết hợp các chỉ báo với nhau để xác nhận một cách chính xác và hiệu quả nhất. Đến đây thì video tuần này xin được phép khép lại. Bạn muốn những video tiếp theo của chuỗi chứng khoán Abacus sẽ giải thích khái niệm nào trong đầu tư chứng khoán? Gợi ý cùng Happy Life ở bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like và share. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.